Hãy nhìn khoảnh khắc này, các cầu thủ Arsenal chạy đến góc khán đài để ăn mừng cùng các cổ động viên. Họ vừa giành chiến thắng quan trọng trước Tottenham, chướng ngại khó lường trên hành trình đoạt lấy danh hiệu Premier League đầu tiên sau 20 năm chờ đợi. Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, Arsenal vẫn đang làm hết sức, dù Man City mới là bên nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Nhưng sau trận thua Aston Villa, Mikel Arteta đã nói, đây là lúc thể hiện bản lĩnh. Quả đúng là như vậy, Arsenal đang thể hiện một phiên bản rất khác, bản lĩnh và lì lợm, không bỏ cuộc và chiến đấu đến cùng. Đó là cách Arsenal đang chinh phục cả những người hâm mộ khó tính nhất. Trước Tottenham, pháo thủ rốt cuộc đã có một màn trình diễn thuyết phục như thế nào? Trước khi bước vào bài phân tích, xin quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và nhớ bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác trên kênh nhé. Chỉ ghi được một bàn trong 7 lần ra sân ở Premier League trước trận derby Bắc London, Saka đã bị chỉ trích vì phong độ gần đây. Nhưng tiền đạo của Arsenal đã phản ứng lại dư luận một cách đầy tích cực khi ghi bàn trong chiến thắng nhọc nhằn trước Tottenham. Phút 27, Saka thực hiện đường truyền dài trước khi lao vào vòng cấm. Sau đó, anh bình tĩnh dê bóng bằng chân trái ưa thích và dứt điểm lạnh lùng đánh bại Vissario. Bàn thắng của Saka vào lưới Tottenham đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp tuyển thủ Anh trong màu áo Arsenal. Theo thống kê, Bukayo Saka đã ghi 15 bàn ở Premier League mùa này, nhiều nhất trong một mùa giải của ngôi sao 22 tuổi. Saka cũng là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn trên sân nhà và sân khách cho Arsenal trước Spurs trong một mùa giải kể từ Ian Wright năm 93-94. Lúc này, anh in dấu dày vào 33 bàn trên mọi mặt trận cho pháo thủ từ đầu mùa. Cụ thể, cho giúp người Anh ghi 19 bàn và có 14 kiến tạo. Tiếp đó, Saka hiện đã ghi được số bàn thắng ở Premier League cho Arsenal tương đương với Freddy Ljungberg và Emmanuel Adebayor khi cả ba cùng có 46 lần lập công. Phát biểu sau trận, Bukayo Saka còn cho thấy sự tự tin trong cuộc đua vô địch dù đang vào hồi căng thẳng. Theo tiền vệ người Anh, việc Man City sẩy chân hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, anh cùng các đồng đội chỉ cần nỗ lực hết mình và chờ đợi thời cơ để chiếm lại quyền tự quyết. Man City là một đội bóng tuyệt vời nhưng họ không hoàn hảo. Không ai là hoàn hảo cả. Họ có thể đánh rơi điểm số. Chúng tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình và xem nó sẽ dẫn chúng tôi đến đâu. Saka dõng dạc tuyên bố. Ben White là một nghệ nhân hắc ám. Quả phạt góc chìm của Bukayo Saka đã được Pierre-Emile Højbjerg chuyển hóa thành bàn thắng khi ngôi sao Tottenham Hotspur đánh đầu phản lưới nhà. Tuy nhiên, người hâm mộ không hài lòng với tính hợp pháp của bàn thắng sau khi xem lại các tình huống. Ben White của Arsenal dường như đang vật lộn với Vissario trên vạch vôi. Với các đoạn video phát lại hiện cho thấy một hành động lém lỉnh được cựu hậu vệ Brighton sử dụng. Ở lần xem thứ hai, có thể thấy White đang lén tháo găng tay của Vissario khi cặp đôi này tranh chấp trên vạch vôi. Sự việc diễn ra chỉ vài giây trước khi Arsenal vừa lên dẫn trước. Bất chấp những trò hề của White, VAR đã không xem xét lại bàn thắng khi Arsenal sớm dẫn trước đối thủ. Đó không phải là lần đầu Ben White khiến cho Vissario mất tập trung. Đến phút 38, White lại làm nhiễu đối thủ ở pha lập công 3-0 của Kai Havertz. Anh đứng trước mặt thủ môn Tottenham rồi nhanh chân di chuyển ra chỗ khác vào lúc Havertz đánh đầu lập công. Tờ Daily Mail nhận định đây là một trò láu cá của Ben White, nhưng nó cần thiết cho Arsenal vì một nhà vô địch cũng cần thứ nghệ thuật hắc ám. Arsenal là vua bóng chết. 2 trên 3 bàn thắng của Arsenal vào lưới Tottenham tới từ những tình huống cố định, cụ thể là từ chấm đá phạt góc. Đầu tiên là pha tạt bóng đẹp mắt vào vòng cấm của Saka dẫn đến tình huống phản lưới nhà ở phút 15 của tiền vệ Højbjerg bên phía Tottenham do phải chịu sức ép. Tiếp sau đó là pha đánh đầu dũng mãnh từ cự ly gần của Kai Havertz phút 38 sau khi đón bóng của Declan Rice. Đáng chú ý, pha lập công của Havertz đánh dấu một cột mốc ghi bàn đặc biệt với Arsenal trong mùa giải này ở ngoại hạng Anh. Theo Opta, pháo thủ đã có tổng cộng 16 bàn thắng từ chấm phạt góc tại ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Đây là thành tích tốt nhất một đội bóng từng làm được ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Kỷ lục này cũng từng thuộc về West Brom dưới thời huấn luyện viên Tony Pulis ở mùa giải 26-27. Có thể thấy, Arsenal thường xuyên được hưởng lợi từ những tình huống cố định ở mùa giải này. Và đoàn quân của Arteta vừa cộng thêm vào thống kê đó 2 bàn thắng nữa trước đối thủ truyền kiếp của họ. Sân nhà của Tottenham bị ám. Với việc bị Arsenal chọc thủng lưới 3 lần ở lần này, Tottenham không giữ sạch lưới trong bất kỳ trận nào trong số 13 trận đấu gần nhất tại Premier League trên sân Tottenham Hotspur. Chưa hết, Arsenal thắng Tottenham liên tiếp trên sân khách lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 1988, 3 trận dưới thời George Graham. Cả 5 bàn phản lưới nhà ở các trận derby Bắc London ở Premier League đều do các cầu thủ Tottenham thực hiện. Trong đó, cả 5 bàn đều đưa Arsenal dẫn trước. 1-0, Armstrong tháng 3 năm 2000, Wimmer tháng 11 năm 2016, Hugo Lloris vào tháng 1 năm 2023, Romero vào tháng 9 năm 2023
và Hobe vào ngày hôm nay. Raya mắc sai lầm nhưng vẫn nắm lợi thế ở giải găng tay vàng. Trước khi bước vào trận đấu gặp Tottenham, Raya đang có số trận trắng lưới là 14 và đứng sau anh là Jordan Pickford 12 lần. Đây thực sự là điều bất ngờ nếu như biết rằng Everton còn không vào nổi top 10, nhưng nếu không có sự xuất sắc của Pickford cho khung gỗ, câu lạc bộ này có khi còn đứng xa hơn vị trí thứ 15. Còn đối với Raya, anh vừa có màn trình diễn đáng quên trước Tottenham với sai lầm khiến cho đội nhà bị thủng lưới. Arsenal tưởng chừng sẽ có trận giữ sạch lưới thứ 7 liên tiếp trên sân khách và thứ 15 tại Premier League mùa này, nhưng David Raya đã tự tay hủy đi cơ hội đó. Thủ môn được mượn từ Brentford thoải mái cầm bóng ngay trên vòng cấm của mình. Tuy nhiên, Raya sau đó đã lơ là và chuyền bóng thẳng vào Romero. Romero đã không mắc sai lầm nào, chạm bóng trước khi đưa bóng vào góc thấp khung thành. Cầu thủ người Tây Ban Nha lẽ ra đã giành được găng tay vàng nếu giữ sạch lưới trước Spurs, nhưng giờ sẽ phải chờ đợi thêm để đảm bảo danh hiệu đó. Dù vậy, lúc này cơ hội để Raya lần đầu sở hữu găng tay vàng trong sự nghiệp vẫn rất sáng khi đang dẫn trước Pickford. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta cũng không hề trách móc cậu học trò. Thay vào đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp tục lên tiếng bảo vệ David Raya. Ông nói: "Chúng tôi may mắn khi có một thủ môn như David Raya trong đội hình. Đúng là cậu ấy có mắc sai lầm cá nhân, nhưng tổng thể màn trình diễn cho thấy cậu ấy vẫn thi đấu ấn tượng. Những sai lầm như vậy luôn xuất hiện trong bóng đá. Điều tôi ấn tượng là Raya vẫn giữ vững tinh thần. 25 phút cuối trận, Raya thi đấu xuất sắc." Tình cảnh trái ngược của hai đội bóng thành London. Chiến thắng dành cho Arsenal giúp họ đứng đầu bảng Premier League với khoảng cách 4 điểm, tăng đáng kể hy vọng giành danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2004. Nhiều người nhận định chuyến làm khách tới sân của Tottenham là trận đấu khó khăn nhất còn lại của pháo thủ mùa này, nhưng đội bóng của Arteta đã vượt qua. Tuy nhiên, pháo thủ đã chơi nhiều hơn một trận so với đội xếp thứ 2 là Manchester City. Về phần Tottenham, họ vẫn đứng thứ 5, kém đội xếp thứ 4 là Aston Villa 7 điểm trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League. Dù Spurs vẫn còn 2 trận đấu trong tay, nhưng họ không còn quyền tự quyết trong cuộc đua top 4. Arsenal thể hiện bản lĩnh ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Có một thống kê đáng chú ý, Arsenal vẫn bất bại trong các trận cầu lớn với các đội Big Six trong mùa giải năm nay. Họ thắng 1-0 trước Man City trên sân nhà ở lượt đi, hòa không đều ở lượt về trên sân khách. Họ vừa thắng 5-0 trước Chelsea hồi giữa tuần trên sân nhà trong khuôn khổ lượt về. Còn ở lượt đi, họ hòa 2 đều trên sân khách. Trước Liverpool, họ thắng 3-1 trên sân nhà, hòa 1 đều trên sân khách. Trước Tottenham, họ hòa 2 đều ở lượt đi trên sân nhà Tottenham nhưng vừa giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân khách. Arsenal chỉ còn một trận chưa đấu với Man United, một đại diện trong nhóm Big Six thuộc khuôn khổ lượt về. Ở lượt đi, họ đã giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà. Chỉ cần không thua MU vào tháng tới, Arsenal sẽ hoàn toàn bất bại trước Big Six ở mùa giải năm nay, và nếu có thể giành một chiến thắng, cơ hội vô địch của họ sẽ càng được nâng cao. Điều này hoàn toàn xứng đáng vì họ đã thể hiện bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu. Sau tất cả, cuộc đua vô địch vẫn đang tiếp diễn theo cách gay cấn nhất. Nhưng nếu Arsenal giữ vững tinh thần, giữ vững cách chơi trước Tottenham, Namgo tin chắc rằng quả ngọt có thể tới với tập thể trẻ tuổi này. Không vô địch mùa này, Arsenal cũng có cơ sở để tin vào một mùa sau thành công.